Tôi năm nay hơn 70 tuổi. Trong suốt sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ thấy giải đấu nào phải dừng đến hơn 3 tháng để đội tuyển quốc gia thi đấu cả. Ở châu Âu hay các nền bóng đá khác, cầu thủ chỉ phải trở về phục vụ đội tuyển quốc gia từ 1 đến 2 tuần. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đang dần bắt nhịp lại với giải đấu. Giờ lại chuẩn bị nghỉ thế này thì thật khó cho chúng tôi. Theo như lịch thi đấu mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị, thì ở vòng 4, Đông Hoàng Thanh Hóa sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Và lúc này thì đoàn quân của huấn luyện viên Petrovic đang rất khao khát có được trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì đội bóng xứ Thanh vẫn đang phải đối diện với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đây là hình ảnh ở buổi tập gần nhất của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà. Với chỉ vỏn vẹn 14 cầu thủ và 3 thủ môn, thầy trò huấn luyện viên Petrovic chỉ có thể tập các bài ít có tính chiến thuật như chuyền 1-1, di chuyển phạm vi hẹp. Kể từ đầu mùa giải, đội bóng xứ Thanh có rất ít các buổi tập có đủ quân số để đá đối kháng. Trước mùa giải thì chúng tôi không có được sân tập tốt nhất. Giờ có sân rồi thì lại thiếu người vì những lý do khác nhau. Thể trạng cầu thủ cũng bị ảnh hưởng. Khi bắt đầu mùa giải, chúng tôi có 18 cầu thủ nhiễm bệnh. Giờ coi như đội bóng của tôi mới đang từng bước bắt đầu lại. Hiện tại, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chỉ có thể duy trì tập luyện như hiện tại. Các bài chiến thuật thì thường được phổ biến trong các buổi họp đội. Các ca chấn thương hiện tại còn có Lê Quốc Phương, Nguyễn Minh Tùng và mới nhất là thủ thành Bửu Ngọc. Họ sẽ chỉ có thể trở lại sau khi kết thúc đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia. Tôi năm nay hơn 70 tuổi. Trong suốt sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ thấy giải đấu nào phải dừng đến hơn 3 tháng để đội tuyển quốc gia thi đấu cả. Ở châu Âu hay các nền bóng đá khác, cầu thủ chỉ phải trở về phục vụ đội tuyển quốc gia từ 1 đến 2 tuần. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đang dần bắt nhịp lại với giải đấu. Giờ lại chuẩn bị nghỉ thế này thì thật khó cho chúng tôi. Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp SHB Đà Nẵng, là cuộc đấu trí của hai chiến lược gia nhiều tuổi nhất tại giải đấu. Hai câu lạc bộ đều đang trên con đường đi tìm thắng lợi đầu tiên của mùa giải. Với lợi thế sân nhà, rõ ràng đội bóng xứ Thanh muốn đòi lại món nợ thua 1-3 ở mùa trước. Nhưng những khó khăn hiện tại sẽ là rào cản lớn với thầy trò huấn luyện viên Petrovic. Xem bóng đá miễn phí, tải ngay app OnSport TV.